Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử một game mới. Game này có tên là Giao Linh, Chuyến Hành Trình Kỳ Diệu. Thì game này là ngày 16 nó sẽ ra mắt cái phiên bản trải nghiệm sớm, tôi cũng chưa có game đâu. Nên hôm nay tôi cũng chỉ thử qua cái phiên bản demo này thôi. Anh em cũng có thể chơi được qua nó luôn. Rồi, chúng ta lướt lướt sang sơ qua cái trailer này đó. Nếu như anh em xem cái kênh tôi thì sẽ biết là tôi nhắc đến game này rất nhiều lần rồi. Mình có thể đi ngao du khắp cái mà lục địa này, đi bắt những cái con linh thú mà cực kỳ vui đẹp khỏe nè. Nhìn mấy con linh thú này rất là độc đáo nè. Mình sẽ đi bắt nó rồi sau đó mình đào tạo cho nó thành chiến binh của mình. Game này thì cái yếu tố gameplay nó tương đối đơn giản, nó là tự động đánh thôi, nên mình cứ kéo thả những quân lính mình vô rồi nó tự động đánh nhau. Thì thoảng mình sẽ cast một vài cái chiêu thức vô nữa là được. Game này ăn điểm nhất là cái điểm âm thanh của nó, cái phần mà nhạc nền nè, mấy cái lời thoại ở đấy biết nè, nó làm rất là tốt luôn. Ngoài ra thì cái nền đồ họa nó anh em nhìn cũng rất là bắt mắt nữa nè nha. Mấy con thú này thiết kế rất là đẹp độc đáo, đều có nét riêng hết. Cái hệ thống thú lên tới hơn 200 con lận. Như cái nãy anh em chạy chạy ngang cái trailer tôi có thấy con số 220 á. Không biết là trong cái phiên bản Early Access này có đủ 220 con thú đó không, hay là đó chỉ là cái mức dự tính thôi. Game này thì vẫn ra mắt cái phiên bản gọi là đây trải nghiệm sớm thôi, nó chưa có đầy đủ đâu. Nên chúng ta có thể chơi thử cái bản demo này coi chất lượng con game như thế nào, rồi đến cái ngày nó ra mắt thì còn phụ thuộc vào cái giá cả của con game nữa. Game mà giá ổn áp tí thì tôi sẽ đầu tư luôn. Đồ họa rất là đẹp nha, thiết kế tạo hình thì khỏi nói rồi, cái tông màu họ làm rất là tươi mắt, rất là tươi sáng nè, rất là nổi bật luôn. Nói chung con game này cái điểm đồ họa nó là cũng 7-8 điểm rồi đó, gần như là 9-10 điểm luôn. Điểm âm thanh thì tôi đánh giá cũng rất là cao nữa, nên chúng ta vô thử cái bản demo con game trải nghiệm xem sao. Game này thì tôi rất là kỳ vọng về nó, nên nếu như mà bản demo này chất lượng đó, thì đến ngày nó ra mắt thì tôi sẽ thử luôn. Âm thanh con game này thiết kế rất là tốt nha, nên tôi muốn để cái tiếng cao cao một tí. Anh em nghe thì có thể cái tiếng nhạc nền nó hơi lấn át cái tiếng nói đó, nhưng mà cái giọng của tôi thì sao bằng được con game này. Depth of Field nhá, không đâu. Cái này là phản sáng đâu. Hiển thị thông tin giao linh trên cái bản đồ, hiển thị cái mũi tên chỉ hướng. Rồi. Thực vật và các tài nguyên khác thì sẽ còn một vài ngày để có thể khôi phục lại gì đó. 16 năm trước cái ngôi làng này đã bị cái lũ quái vật tấn công, mùi tươi mới trong vẫn còn đang tỏa trong cái không khí này, có gì đó không đúng. Nhờ thám đến đây à, ông này sử dụng như là cái bùa chú, cái phù lục gì đó, kiểm tra xung quanh đây. Sau này chắc mình cũng có cái khiêu như ổng, dùng những cái lá phù giống như quả cầu pho keo của anh em vậy đó. Gì đây? What is this? Một đứa bé. Thật là đáng thương, nó nằm trên giỏ, để tôi xem. À, cái giỏ đó ghi cái chữ gì? Rồi, được tên nhân vật của mình, đây là tên của đứa bé à. Trước khi là cái thành phố này nó tan nát thì được chôn vào đây, vì mình là đứa bé này đó. Cái trẻ đáng thương, mình sẽ theo con này về làng luôn. Vậy là ổng sẽ skip qua 16 năm cuộc đời của mình. Đã dùng 16 năm trước thì phải dùng cái từ hiện tại chứ sao lại dùng 16 năm sau. Chị gái hả? À? Mình có chị luôn. À, đến chị nuôi thôi. Chị dễ thương quá vậy. Rồi, em đây chị ơi. Hôm nay là ngày mình sẽ chính thức trở thành cái thủ hộ giả của cái hệ thống giao linh này. Rồi, coi như là tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 gì đó chẳng hạn. Sư phụ ấy đang đợi mình ở trong cái ngôi làng đó. Ở mà cái gì, ngôi đền ở phía trên ngôi làng. Rồi nhớ đi đến đó bắt đầu chuyến hành trình của mình. Đem cặp sách bước theo nha. Đợi em với chị. Chị mình cũng dễ thương phết đó chứ. Có hai cái tay gọi là tay thú giống tay mèo vậy đó. Cái mũi tên này nó sẽ chỉ đường cho mình nè. 132 mét. Đây là cái cabin, mình có thể đứng gần và tương tác với nó. Mình có thể thay đổi cái trang phục ở đây luôn, như tóc tai, quần áo và cái đồ hỗ trợ của mình. À đây chắc là phần tạo hình nhân vật thôi. Đây là chơi đầu chọc ta, đấm phán chết luôn. Ồ, ông xanh luôn hả? Tóc sao? Ừ, cái tóc này thì ngộ quá. Tóc này thì quý phái quá, tóc này thì trẻ con, tóc này thì được tiểu thư. Tóc này thì mọt sách quá. Thế chơi cái này đi cho nó ảo ma lý à. Tóc dài dài nha. Trong màu được luôn. Tóc đỏ nhỏ nổi. Này đó tóc tím.
áo xanh thì tóc đỏ này đẹp hơn, và tóc xanh lá đi cho nó hòa hợp với thiên nhiên. Rồi tóc tím nhạt để thấy được cái lông mày, còn cái này là gì? Cái này chắc chỉ là đồ trang trí ngoài sân thôi. Rồi chào mừng anh em đến với thủ hộ giả mới của chúng ta, con gì ngầu đét gì nè. Nhấn nút ship thì nó sẽ tiêu hao cái ống thể lực này. Đấy, cái ống thể lực này hết là nó phải quay hết một vòng tròn mới hồi lại. Ông này là ông nhặt mình về hồi 16 năm trước nè. Đây, Hết đưa cho ông này là cái gì ấy? Sư phụ. Rồi, con đã đến rồi đây. Đỡ rất là lâu rồi, kể từ ngày mà mình đến sống ở cái dàn giao linh này. Giao linh là những người sử dụng mà thiết lập mối quan hệ với những cái con linh thú, gọi là mấy cái con giao linh đó. Mình là thủ hộ giả sẽ sử dụng những cái lá phù lục đó, gọi là bùa chú hay là phù lục gì đó từ anh em, để liên kết với những con giao linh đó. Giống như quả cầu Pokemon nhá, ông cho mình, ủa, tính ông đưa bùa cho mình nhé. Đây, nghe lắng nghe theo hướng dẫn của trái tim. Trái tim mình chỉ chỉ vào con nào ta? À, Fendi. Fendi là một cái con hệ cáo, nó sử dụng cái khiêu là cung tên, mũi tên nó thì bắn ra cái ngọn lửa. Cái này là cái cung cung lửa, còn con này là kiếm sĩ, nó có tên là Bungo. Còn con này là con hệ rồng, cầm cái thương hả, nên giống cái găng san hô quá không, vua của biển cả luôn. Con nào bây con này dễ thương nè, còn con này thì ngầu, con này tên là Bungo. Tôi nghĩ con này là mạnh nhất á, còn con này là con đam tầm xa thôi, mình mới có dàn tăng, còn con này không biết nó là cái gì. Nhưng mà thấy vua biển cả nó cũng màu xanh xanh như mình, là chọn này đi, con này tên là mép hả. Nếu mình muốn thêm những con giao linh khác á, thì phải tìm nó trong cái thiên nhiên. Có gì đó. Con này là con bun bao à, con bunny, nó cầm cây cung nên gọi là bun bao là cái tên kìa. Rồi trải nghiệm cái trận chiến đầu tiên của mình với con này, kéo và thả cái nhân vật giao linh của mình vào cái vùng màu xanh đấy hả. À, vô nè, bun bao nó dùng cung á, mình dùng, dùng mỗi con mình cận chiến hả. Tôi tưởng nó cầm gậy phép đứng về sau chuyển trưởng nhá. Giao linh sẽ tiêu tốn mana trong cái trận chiến đó, rồi sử dụng lá bùa để mà sử dụng tuyệt kỹ. À, dạng như nó yếu máu thì mình quăng cái quả cầu mình bắt nó vậy đó, còn cái này là cast cái phù chú lên. Đó là cuộn giấy giao linh à. Bây giờ cái tình hình mấy con quỷ này nó trỗi dậy rất là nhiều lắm, nên rất là thiếu năng lực luôn. Cái cuộn giấy thì bây giờ nó cũng đã lỗi thời rồi, mình chắc đi phải nghiên cứu cái gì đó mới 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 được. Nói về nhân vật lực thì đây nè, chúng ta có một người mới nè. Đúng rồi, thanh niên là Sina này, nguyên Z này đã trở thành cái thủ hộ giả giao linh này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái hành trình ra thế giới bên ngoài. Rồi có đồ gì cho con đó không sư phụ, ngoài cái con thú đó? Đây con bun bao, mặc dù nó đã bị mà phong ấn rồi nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ma quỷ à. Ngày càng có nhiều những con quỷ xuất hiện và thợ săn quỷ cũng nhiều lên. Rồi ông này cũng sẽ đưa cho mình một cái bản đồ đánh dấu rất là nhiều cái điểm trên bản đồ đó luôn. Cái con quỷ vương thì rất nguy hiểm, chúng ta không nên đến gần nó. Chắc là nó dạng như là boss á, chúng ta mà yếu yếu mong men lại là nó phá bể đầu luôn. Rồi cảm ơn sư phụ, phải cái bản đồ còn cái gì nữa không? À cái này giống như là cái kim bài nhá, FBI góp phần đo nè, đây là kim bài này. Mở ra cái cuộn giấy và cái dao lên đây, cái con đệ mình đây, nhìn nó ngầu ngầu sao á. Chào chị, em đây. Mỗi lần bấm vô chị là nghe chị phát ra cái tiếng rất là đã nha, cái dạng là SFX á.
Lim lim lip. Lim lim líp. Lim lim lip. Men lim líp. Lip lip lip. Lip lip li. Thôi được rồi, ba chị. Ý, con gì đây? Không, không có tương tác nó được. Bây giờ mình sẽ là thêm cái cụm, thêm những con giao linh vào cái đội hình của mình bằng cách sử dụng cái điện thoại này. Hồi phục sức khỏe, hồi máu, hồi điểm mana rồi đó. Đúng vô. Ủa đâu mình có con đen đen gì nè. Hai con này là hai con gì? Ủa cái con buôn bao của mình đâu, cái con cầm cung á. Rồi, từ tặng 10 cái cọ với mà 10 cục đá gì đó. 10 cục thịt đó. Gấp 10 cái trăm. À bấm số 2, bấm số 2 đây nè. Kéo lên 10 cái. Gấp được 10 cái lá phù. Rồi mình có thể ném phù thẳng vô mặt nó hoặc là bắt không qua cái cách nãy á. Cái cách mà mình đánh yếu á, mình dùng nó để bắt. Rồi mình có 24 lá bùa luôn. Bây giờ bắt đầu cái chuyến hành trình ra thế giới thôi. Bắt đầu cái nhật ký poke của mình. Em đi đây chị ơi. Bye bye. Tìm lý. Rồi em đã vượt qua cái bài kiểm tra là vũ hầu giả giao linh rồi. Chị biết mà. Ai đây? Gina. Gina thì báo có gặp một cái nhóm quỷ ở bên ngoài ngôi làng vậy đó. Rất may có một vài cái thủ hồ giả lên đó rồi, nhưng mà họ đã bị thương. Cái nhà kho thì thức ăn gần hết, nên cái lũ quỷ này tấn công thì lại mệt người thêm nữa. Rồi ok, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta không chừng đó. Có rất là nhiều mấy cái nghệ nhân mà lang thang ở khắp nơi trên này luôn. Nếu mình gặp họ thì hãy mời mời họ đến cái ngôi làng này của mình. Chắc là sau này để mở khóa ra mấy cái kỹ năng mới đồ chẳng hạn. Rồi. Rồi, ba chị em đi đây. Con gì đây? À mấy con này để bắt thôi, chứ không có đánh nó được, nó nhỏ quá. Đụng vô nó cái nó thành một thịt luôn. Chờ thanh niên. Ủa mình đi đâu? Mình lóc mấy cái điện thoại này sẽ để sử dụng cái chức năng mà dịch chuyển. Mình có thể đánh dấu trên bản đồ luôn. Rồi ok. Cái điện thờ là ở đây có một cái nào phải không? Ngôi làng mình đi xuống, đi ra đây. Có cái chỗ qua thị là cái này là hình như nhiệm vụ đó. Tính ra bản đồ nó cũng nhỏ chứ chỉ có bao nhiêu đây thôi. Bên này là cái khu rừng chắc nó chưa mở. À nhỏ méo đâu, nó còn trên này nữa nè. Ôi vãi. Ôi, bản đồ rộng lắm anh em ơi. Chơi là đến mùa quýt luôn á. Nếu như con game này nó chỉ early access thì tôi nghĩ ít nhất nó cũng sẽ mở đến cái khu này. Mình đang ở đây nè. Chỗ này tôi nghĩ nó là sa mạc hay là dùng đất cát vậy đó. Thiết kế như thế này chắc là sa mạc rồi. Bên này thì chắc là cái vùng đất gì. Nếu như nó có cấu trúc như thế này chắc là một ngôi làng mới thôi. Ngôi làng của quỷ hay gì đó. Khu bên này chắc rừng rậm màu xanh nè, sông nước đâu nè. Bên này là băng tuyết, bên này chắc cũng nước thôi, bên này thì gần hơn. Đầm lầy, này mê cung. Nhiều quá. Nếu như mà cái bản trải nghiệm sớm Early Access này nó mở được hết những cái gì thể hiện trên cái bản đồ này á, thì rất là ngon đó. Rồi sau này cái bản đầy đủ thì sẽ mở ra mấy cái khu bên đây nữa, chẳng hạn. Ngày 16 này game ra mắt rồi, khá thú vị nha. Bản đồ cũng rộng phết. Trở thành một cái thủ hộ giả là cái điều rất là can đảm luôn. Tôi vẫn muốn một ngày nào đó cũng trở thành một thủ hộ giả nữa. Được cái gì đấy? Lụm được lá bùa 1-2 gì nào? À, vậy là mình đi có thể tương tác môi trường nữa. Mấy cái lá bùa này để làm cái gì đó? Nút Y là nó lại là cái nhiệm vụ nha, không phải là coi đồ. Tôi không biết coi đồ mình bấm nút nào nữa. Nút B không? Đúng rồi, nút B. Kim bài miễn tử. Trứng của những con chim có thể tìm thấy ở trong khu rừng.
có cơ hội là phong ấn một cái con siêu linh nữa, một cái con giao linh nào đó, gây 48 sát thương băng, 66 sát thương lửa và thêm 25 hiệu ứng đốt nữa. Hồi 50% mana của con giao linh, hồi 50 máu, kéo dài trong 6 giây. Cái bùa bắt nè, hai cái bùa là bút nè, còn hai cái bùa này gây sát thương. Rồi, mình có mấy đệ đây. Em này ngầu đét gì nè, Biêu la. Đi thôi. Này đây. Tôi đã nghe cái cuộc mà ủa, tôi đã nghe cái buổi huấn luyện của bạn rồi, nó là tuyệt vời. Hồi nãy mình có bài test nào nữa hết ta? Tôi nhớ là đi đánh cái con mà buôn bao là cái là hết rồi. Giao Linh thường không có làm mấy công việc lặt vặt như thế này đâu, nhưng mà chúng tôi rất là thiếu người nên mới trông cậy vào những người mới như bạn. Rồi. Cái đền thờ này là nơi những cái giao linh nghỉ ngơi nè, đá nè. Mấy cái con nào yếu yếu á thì nó sẽ đánh mình, còn mấy cái con nào mạnh mạnh thì nó không đánh mình. Ủa, mấy con yếu nó mới không đánh mình, con nào mạnh mới đánh. Dính không? À, quăng bùa cái dính luôn nè, ngon. Đây là cái hộp để hỗ trợ những cái người thủ hộ giả, nếu bạn mà muốn có cái trang hay công cụ nào đó thì sẽ tìm thấy ở đây. À, nó để cho mình một đống bùa trong này nè, tốt quá ha. Sau này mà ra không biết có chơi được với người khác không, mình có thể chia sẻ mấy cái đồ đồ đó chẳng hạn. Mấy cái tài nguyên tôi lụm nãy giờ á, nó rất là quan trọng luôn, nên lụm được thì cứ lụm, mấy cái này không lụm được. Này gì đây? Level 3 rồi. Đấy giá. Kết quả trận chiến thường là sẽ được quyết định sau khoảng mà 1 phút đầu tiên. Cái hiệu ứng cinematic sau đó là nó hiện ra cái vòng đỏ này nè. Thì nó sẽ tăng thêm đam 50% và nó cộng dồn lên, mất 5% máu mỗi giây nữa chứ. Bên đó 5 con nữa hả? Ồ, thanh niên này cao to đen hôi vết đó chứ. Bắt bắt con này nè, con này nó bự nè. Bắt luôn mấy tụi này được không ta? À không, bắt nó có cooldown đầu thời gian khoảng 6 giây. Ngon. Con mép của mình nó lên level 2 luôn. Rồi đi đâu để mình gắn mấy con nó vô ta? À chỗ này nè. Chào sư huynh. Tôi gói hàng cho ông này nữa hả? Ông sẽ tặng cho mình một số cái phù chú nữa. Rồi nó có quan trọng gì không? Nhớ là tập hợp cái đội quân của mình để sau đó đi đánh nhau với bạn khác. Mình phải kết hợp. À, ông cho mình 10 cái lá bùa lửa luôn. Đây. Giao Linh. Mình có con level 3 nè. Con này tên là Ghi Lao hả? Mấy con này level 1 không à? Bỏ đại vô đi. Ủa? Nãy tôi nhớ bắt con level 3 con bắn cung mà đó. Đây lụm được mấy cái tài nguyên thôi. Con nào mạnh mạnh không? Chứ mấy con level 1 như thế này thì... Đây 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 đây. Chính luôn con level 3. Ô
Ồ, level 1 mà nó có khác máu này nữa nữa nghe à. Con này 88 máu mà con này có 87 máu này à. Ủa, hai con này là khác nhau hả? Genin với Biodon. Thiên phú ở đây. Thủ tăng 10, điểm yếu với cái đam xuyên thấu. Light Sharp hồi 20% máu cho mỗi cái khiêu, mỗi cái giết. Mỗi lần nó giết địch thì được. Đúng vô luôn, con này sao? Mất 2% máu đối đam mỗi giây nhưng mà hồi được 4% mana mỗi giây, hồi được 4 mana mỗi giây. Mana của mình là cái này đúng không? Chỉ số nhiều gì này á. Còn bán cái này nữa hả? Bắt đầu giống mấy con Fanware đó, sau này mình cho nó đi làm việc. Kungum hả? Con này đặt tên nó là đen đi. Thôi không có giấu được rồi. Đen, con này nhân vật chính của chúng ta đặt tên là Ngu. Ngu. Chí mạng 7%. Ủa, hai hộp là 15% mà con này nó 7% nó lại một đống hộp như thế này là sao? Con ngu của mình nó hơi bị mạnh nha, nó 4 sao ở trên nào. Con đen này bình thường. Con này thì nó mạnh vào chỉ số chí mạng. Con này chơi mạnh vào cái chỉ số phép nè. Tên mấy con này hình như là ngẫu nhiên hết. Cho mình làm lá phù nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chơi đấu test với ông này thử coi. Tổng level 1 không à. Gốc con hả? Bun bao mau thành mau thành. Hai con thì búa, ba con thì cung. Đèn hồi, đèn hồi ở dưới đi. Ngù thì ở trên. Hai con bút để mà sao? Đội hình mình 7 con đủ rồi. Ba con bút. Con này cung thủ mà sao luôn. Con này pháp sư ở trên. Chơi. Mình bắt thú ổng luôn được đó. Rồi áp đảo quá, áp đảo luôn. Con đen hôi này nó tăng cứng phết đó chứ. Ngon. Thanh niên ngù này tăng đúng ngon luôn à. Đen này tăng cũng ngon nữa. Nói chung là tay mình có hai tăng thì đương nhiên tăng nó phải ngon này. Cái chỉ số hồi máu à, trên là hồi máu. Nói về cái trận chiến á, đừng quên khôi phục lại cái chỉ số linh lực của mình ở đây. Rồi hồi phục 50. Cái này là gì sáng sáng đây? Cái phù gì đó. Mấy con level 1 không à? Làm thêm mớ phù nó không được có một cái một. Ủa, có phù mới nữa nè. Phù hồi phục. Thì nó cần cái cỏ này. Con đó mình có rồi. Không có con nào mới hả? Đây 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 đây. Bun bao. Bun bao nè. Dính luôn không? Không dính là đấm nhau đó bạn. Dính luôn. Rồi nó buộc phải đấm nhau rồi. À những con này thuộc vào những cái dạng Elite luôn. Elite này nó sẽ bự hơn những cái giao linh bình thường. Chỉ số sức mạnh nó cũng cao hơn. Đây này con này đúng không? Ưu tiên bắt nó. Con này đi vô. Cho hai con level 3 ra luôn. Mình sẽ bắt con này.
thằng này hồi máu cũng sắp hết đó nha. Thằng đen với thằng ngù lên level 3 cho anh nè. Đó anh em thấy thằng ngù nó tăng chưa? Con này con phi gen này nó hồi máu kinh dữ đó. Phép gen nè. Lên lên lên, gấp để lắp nó để vô mới vô. Con level 2 này ra ngoài. Con level 3 này vô. Con này thì sao? Con này chỉ số phòng thủ nó cao nhưng mà nó đứng ngoài sau nó đánh thì phòng thủ có tác dụng gì? Muốn bỏ bớt mấy con này làm sao ta? Có dung hợp hay là ép gì được với nhau không? Chắc bên khu này nó chỉ có mấy con nhỏ nhỏ như thế này thôi. Cái gì sáng sáng nè. Bây giờ mở bản đồ mình đi xuống đây khám phá nó hiện hình cái nhân vật gì nè. Đi xuống hướng nam luôn. Dính luôn. Gì đây? Tôi nghe một cái tiếng khóc than của người dân ở cái khu ngôi làng này. Mình có nên điều tra nó không? Một bầy thỏ luôn. Con cù hả? Cứu cứu, có ai cứu tôi với? Bây giờ bắt cái con nhân loại này đem về báo cáo cho chỉ huy. Con này bự nhất thì chắc nó là boss ở đây rồi. Có ai không? Dám bảo vệ chị mày hả? À, mình level cao hơn nó nên nó chạy ra này. Một cái thủ hộ giả. Thú vị, thú vị. Holy shit. Ê, ê. Nếu tao bắt cả ngươi thì đây không phải là một thất bại nữa. Nếu mang ngươi về, ta có thể giữ ngươi bên cạnh. Thằng nhóc ồn ào quá. Chữ dĩ danh gặp boss rồi. Đánh được không vậy? Level 6 hả? Boss thì nó rất là mạnh luôn. Mấy con đêm mạnh này nó thuộc vào dạng rất là mạnh nên không thể bị bắt. À, từ 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 từ. Con này là con gì? Con này nó kháng lửa, nó yếu dưới băng. Nó kháng búa nhưng mà kháng cái điểm này luôn. Cái điểm này là cái gì? Bóng tối không? Kháng búa với bóng tối luôn. Nó yếu dưới băng nhưng mà cái ngủ gì nè. Ủa làm sao biết con mình nó hệ gì? À, nó có cái tên, nó có cái ký hiệu trên đầu nè. Con cung này. Ở đây còn một con cung nữa nè. Cung này nó 23 điểm, tấn công 16. Cái cung này thì sao? 17 điểm. Con này ngon hơn, con bên phải ngon hơn. Con này nó đam nó rất là mạnh nè. Còn hai con này. Lấy con này đi, chí mạng nó không cần cho mấy. Coi, chơi nó. Từ từ cách bùa vô. Đóng băng mày nè. Đốt mày nè. Độc mày luôn nè. Ủa? Cái này hồi phục không phải độc nhầm. Cái này là hồi mana. Hồi máu, hồi máu, hồi máu. Hồi máu cho con ngu này mới được. Con ngu này nó tăng kinh lắm. Rồi nó level 1 à. Tưởng cái gì, tưởng mạnh lắm. Trời ơi. Cái tay mình đánh nó xong mà trả được lên cấp luôn nè. Sao con này cũng 9F, mà con này cũng 6F.
Bất công quá vậy. Anh em thấy thanh niên ngù này nó tăng chưa à? Con này hồi máu rất là ngon luôn. Con phe gen nè. Đau quá, nó đau quá. Mặc dù ta đã trở thành quái vật nhưng tại sao nó vẫn đau như vậy? Mày lừa dối tao. Thủ lĩnh thì sẽ trở lại một ngày nào đó. Ngươi không thể trốn thoát đâu. Phải chỉ bắt được con mèo này ha. Mèo 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 mèo. Con này đầu bếp hả? Con này cao ly đầu bếp. Bất ngờ khi cái con giao linh nó biến thành con quái vật luôn. Thỉnh thoảng gần đây thì có rất là nhiều giao linh, nhưng mà những cái người hộ vệ cũng thường đến đây là ăn với tôi. Nhưng mà tôi không có nghĩ đến cái trường hợp như thế này xảy ra. Nè. Thằng này ngầu lòi quá vậy. Clip trong bạn vẫn ổn. Tôi bất ngờ nghe cái con quái vật xuất hiện ở tuyến đường này. Cậu là cái đứa trẻ được mà sư phụ không vui nhận nuôi đó phải không? Nếu mà cậu ở đây thì hẳn đã trở thành một cái thủ hộ giả giao linh rồi. Đúng rồi, đã linh. Không thể tin được một cái thủ hộ giả non trẻ như cậu đã có thể đánh bại được một con quỷ đích thực. Nghe có vẻ ảo ma nhưng mà nó thiệt đó. Nhưng mà chính của chúng ta mà. Thật sự là quá là tuyệt vời. Nếu sư phụ giao linh mà nghe được cái điều này khi mà mình chiến đấu một con quái vật demon, nó chắc ổng sẽ rụng hết tóc luôn. Ổng già rồi. Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm nên tốt nhất là đi về làng dần dần đi. Cái lũ này nó muốn mấy cái đồ dụng vật dụng của con này á. Nhìn này, gia đình của tôi thì có một cái vật phẩm gọi là cực kỳ quý báu, nó là một cái cần câu, nó không bao giờ gãy luôn. Nghe rất là khó tin đó. Tôi chỉ có thể nấu ăn nhưng mà không thể bắt cá được. Chắc là nó tặng cho mình thôi. Đây, đây một món quà nè. Vậy là nó hướng dẫn mình đi câu cá mấy cái chỗ hồi nãy nó xanh xanh á. Mê 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 mê. Rồi. Này nó về làng rồi, cho mình cái cần câu chưa? 10 cái bắp cải. Mình có thể thả mồi cái bắp cải này trên cỏ. Nó sẽ đánh động giao linh ở cấp 5 đến cấp 10. Mồi câu hả? À, nghĩ sao đi dùng bắp cải đi câu cá vậy? Trong trận chiến thì chúng ta sẽ có loot, loot đinh. Này đó hả? Mấy con này nó thấy level mình cao là nó chạy hết à. Chỗ nào nãy mình nhớ có câu cá ta? Ở đâu chỗ này nè? Đi câu thử cái ai? Gì đây? Đây 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 đây. À. Vậy để dính à? Tôi không biết tôi bấm cái gì nữa. Được con rồng rồi nè. Lần này có vẻ khó. Thu phim. Rồi, câu 3 lần gì được rồi. B. Ủa, mấy cái này là đồ thôi chứ đâu phải là tuyệt vời gì.
Con này bắn cũng có bộ ngon nha. 30 mana trên giây. Khi mà máu dưới 30% khó lắm. Hai cái này nó bóp nhau luôn nè. Con này nó chống lửa hả? Tôi thích hai con bút này hơn. Con này cũng hệ buôn bao luôn rồi nè. Con đen nè. Mấy con nhỏ nhỏ này sao giục bớt bây giờ ta? Bây giờ nhiệm vụ của mình đi xuống dưới này. Đi thôi. Còn mấy con bun bao nhỏ nhỏ mà. Cái này con gì đây? Nhìn nó giang hồ quá vậy. Kìa có gái rồi, có gái cả. Để bài 5. Chơi nó luôn, chơi bắt con level 5 này luôn. Đâu con level 5 đâu. Bo bo, con bo bo level 5. Thì tụi nó 3, 4, 4, 5 cơ mà. Bắt con nào cũng được trên á. Đây, con dưới level 5 nè, mình bắt con dưới. Một con, bắt thêm con này nữa, hai con, chết chết con ngu rồi, chết con ngu của tôi rồi, kệ còn con đen rồi. Này nó trâu dữ vậy ta, này thì trâu với chúng tôi. Đen lên level 4 luôn. Con này hồi máu rất là ngon nè. Con phi da nè. Gì đây? Buôn bao rất là dễ thương, bạn có muốn gặp gỡ cái đội quân của tôi không? Ôi vãi, con này nó nuôi nguyên một bầy buôn bao luôn, 2, 4, 6, 7 con buôn bao. Một đàn buôn bao của nó kìa. Này thì buôn bao với chúng tôi rồi. Ồ, con của mình có cái chiêu mà hút nguyên một bầy vô rất là ngon nha. Con ngồi nè, có chiêu hút nguyên bầy quái vô luôn. Nama Pikachu. Được 25 cái đá linh hồn này. Nó có thể xem như là một cái đơn vị tiền tệ để mua bán những cái hàng hóa đặc biệt tại cửa hàng cũng như là trao đổi. Bắt nó không được. Chờ đi xuống dưới chỗ này. Level 4 hả? Chơi mày luôn mày. Level 3 thôi. Tha cưng đó. Con này ngứa à. Nó cứ đuổi mình hoài vậy đó. Tụi nó toàn 4 với 5 không à.
con năm này lắm khiêu quá vậy. À mấy cái chiêu màu xám này là nó cùi bắp, tầm đánh tăng thêm 5, phòng thủ tăng thêm 20. Phòng thủ nó có 3 mà, nhưng mà con này chỉ số nó rất là ngon, là có điều nó dính hai cái thủ tính yếu. Có bắt thì ưu tiên bắt con này. Quay với Nobon, con này Deep Figure hả? Là con nào? Cái này không? Đúng rồi. Rồi, có gì bắt này ha. Chờ nó bật cái khiên phòng thủ lên kìa. Rồi bắt được nó rồi. Ngù của tôi nó chết rồi nhưng mà nó vẫn lên cấp được. Đã nó tự hồi máu nè. Con này level 6 hả? Chơi mày luôn mày. Chính luôn rồi, không cần phải đánh hả? Rồi level 2 chạy lẹ đi bé ơi. Chạy lẹ đi, chạy lẹ đi. Rồi level 3 cũng chạy luôn đi cưng. Bò bò à. Mấy cái này không hái được. Bên này không có cái điện thờ nào ta. Đúng nè. Con bo bo này không ngon. Không nào ngon hết. Ủa? Con này nó những ninja giống bọc hậu ra sao không? Lại quản thua đó nha. Không, con đen này nó tăng cũng khá là ngon. Bướm này bây giờ yếu quá, chắc là bỏ nó ra. Chống cự, chống cự. Con này level 3 mà nó hăng máu quá vậy. Đến nó tốn thời gian lắm, đi thôi. Dưới này có cái gì nè. Không có điện thoại nào cả. Đi một bầy nó dí mình luôn. Gì dữ gì bạn, bỏ đi.
tới đây mà nó còn dí mình nữa. Không, còn mấy con cùi mà. Có con này tương đối nè. Con này cũng ngon nữa. Khi mà chết nó sẽ triệu hồi cái bóng của nó trong vòng 8 giây chiến đấu nữa. Mỗi 7 giây thì cái đòn đánh nó sẽ là tăng lên cái boost 100% ghét khi mà trận đấu bắt đầu kéo dài 10 giây. Ủa thuộc tính nó cũng ngẫu nhiên đẩy cho nó đó. À không, giống nhau. Chốc rõ hàng bướm này kìa. Thôi hết trời. Đừng để con tăng này chết nha. Thằng ngu mà chết là hết tăng luôn á. Đây thì bố láo này à. Anh ngu vẫn tính lắm. Anh ngu vớt rất là tính luôn. Con này con hồi máu rất là ngon nên không thể bỏ nó được. KV à, best KV luôn á. Lâu test này con binh bao hả? Bỏ ra đi. Hai con này chỉ lấy một con thôi. Chắc lấy con dưới. Lấy con trên. Con bướm này cũng không. Rồi, con ngù đầu tiên là con ngù đó rồi. Mấy con có cái mũ trên đồng này là sao ta? Đây con ngù đây. Tới con đen. Rồi tới em KP. KP đâu rồi? Đây KP. KP này chỉ số nó hấp sụn nhưng mà bộ khiêu nó ngon. Tên là Lumea. Bên bao thì chắc không chơi nữa đâu. Bướm này quá nhiều rồi. Mấy con thú mới nè. Ném cái lưỡi đao theo một cái đường thẳng hả? Gây 31 đam dạng xuyên thấu. Con này điểm chí mạng nó rất là cao. Con này mới bắt hồi nãy cũng ngon nè. Con này cũng ngon nè. Ngon luôn. Hai con này tôi muốn lấy con bên này hơn. Level nó mới level 3 thôi. Sao con bùn bao này chỉ số nó cao quá vậy? Nè. Bướm này cũng cao nữa. Mấy con này thấp tẹo à. Bướm này cao, cái phòng thủ thì cái phòng thủ nó vô nghĩa lắm. Con này nó rất là mạnh luôn á. Chào em. Bimadit bên là mu. Bạn là ai? Rồi mình sẽ hết đấu với em này. Rồi em nói level 3 không à. Hai bốn sáu bảy level 3 không thì sao có tuổi chơi với mình được. Đen đâu rồi? Con này ném đá dấu tay. Con này thích cấp. Con này con bút đen đây. Ok chưa? 7 đấu 7. Một lớp ghê quá ta.
Đó, cái kiểu gom quái nè. Đi chết rồi thua rồi. Mấy con độc nó đã đâu á? À đâu đâu có thua, chưa thua. Rồi giờ mới thua nè. À, còn hồi máu này nó gánh ra thêm luôn á. Win win. Thanh niên hồi máu này kinh quá. Đúng là best KB thiệt. Anh em ngồi chả thể hiện được cái gì luôn. Leader gì đó hả? Rồi. Ai đây? Ai dễ thương quá đây? Lê Lê. Chào mừng, mừng đến với là Học viện Thiên nhiên. Ở đây mình có thể là mua hoa hay là trồng cây gì đó. Em này một chàng level 4 nó chơi hệ đau không à. Này tăng rất là ngon à. Để nó ra ở giữa đây. Ây da. Chết con KB của tôi rồi. Ném cục đá siêu to khổng lồ nào. Nè ném vô đây nè, ném vô. Ném vô, ném. Đó. Ngủ ở level 6 luôn rồi. Ném đá là con nào ta? Phải con này không? Học viện tự nhiên của em này không giỏi chiến đấu á. Nhưng mà mình vẫn quá mạnh luôn, kết thúc trận đấu quá nhanh. Rồi, đấm tiếp em này luôn. Em này tên là Joy. Cái làng này toàn gái không gì đó hả? Cho mình 10 lá bùa phục hồi. Em này chết thủ lĩnh ở đây. Trong bạn giống như một cái là tủ hậu giả gì đó. Học viện tự nhiên này hướng đến cái thiên nhiên hòa bình nên không giỏi chiến tranh cho lắm. Nói chung là đánh nhau khá là yếu đó. Yếu cái méo gì một vàng để bờ năm thế này em. Trời ơi chỉ số kìa. Hồi 15% máu khi sử dụng cái nội tại. Như thế này mà yếu kỹ gì. Cái vàng hậu phương của nó mạnh quá à. Đen của mình chịu không nổi luôn rồi. Rồi tăng mình dân về sau rồi. Ném đá nó, ném đá nó, ném này nó. Ném bầy này cũng được nó. Tụi nó hồi máu kinh quá à, không được rồi. Mình nghiêm à, anh em nhìn nó hồi máu kìa. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Hồi máu bên này cho mày chơi, coi kìa. Vậy là mình phải tăng sát thương lên. Gặp mấy con hồi máu là phải tăng sát thương lên rất là nhiều nó mới được. Rồi. Từ từ. Từ từ sẽ phục thù sau. Nhớ nha, nhớ mặt nha.
Vô đấm ăn này cho nó lên gấp cái đó. Để coi nó có con nào mạnh không. Có con này khá là ổn, level 1 á. Ơi tốc độ đánh giảm 20%. Thôi rồi à. Cho con ném đá này lên level 5 cái nào. Cho bè của tôi đâu rồi ta. Con này nó đánh ảo ma vậy. Gom quái lại chọi cục đá vô nó ngon không. Thì mình thiếu sát thương quá à. Thiếu sát thương khủng khiếp luôn. Đam mình điếu quá, méo ổn rồi. Đen này chắc cho nó ra. Đen này chỉ số nó thấp quá. Cho một con bun bao vô. Công Van Gogh này là 544. Level 7, level 7 được rồi. Level 7 hả? Con nào? Con bự nhất trên này phải không? Cần hồi máu đâu. Rồi, bắt được con level 7 rồi. Bắt nốt này. Thua hả? Không 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 thua, chưa đủ đánh. Con này là nó thuộc hạng bự chưa ta? Ở đây. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy giao linh trước đây. Muốn thử qua với mình hả? Em này level 3 không à? Được. You like, I up to luôn.
bướm này mới vô nó bắn rồi. Nhưng mà bắn không thấm. Chống cự nè, đơn giản quá, đơn giản luôn. Mấy con nào có cái mũ á là mấy cái con thuộc dạng biến dị, nó dạng elite á nên nó to hơn. Tiền mình để mua được cái gì đó. Con này mới hả? Ủa gương nè. Tăng cái tỷ lệ hồi máu lên 20%. Sàn sao? Mình đang ở đâu đây? Mình đang đây hả? Không phải, không phải. À mình đang ở trên này. Level 3 mà nó cũng máu chiến với nhau nữa. Rồi level 3 cũng được. Bắt được này bắt luôn á. Bên này có cái làng gì trên này nữa, đi dạo ăn cái. Có cái gương. Trời, level 2 mà nó hung hãn. Không, chỉ số, trời tấn công cao vậy. Công cao mà thủ thấp. Khi mà cận tử á, tất cả các đồng minh nhận được 100 cái tốc độ đánh trong vòng 6 giây. Con này nhưng thích sắp vậy. Ủa? Cái gương này mở chưa? À chưa. Tấn công lần sau lưng sẽ bỏ qua 40% phòng thủ. Là cho con nãy được á. Nó có cái chiêu mà đâm lén sau lưng á. Lùa mấy nãy chạy như vịt luôn. Chạy với chim, chạy với chim. Rồi xuống đây mình đổi đội hình lại cái. Bậy luôn kìa. Con này con nào không có mũ cho ra hết. KB này cũng phải hy sinh luôn đi. Bây giờ mình có hai con mới. 5-5. Còn con này thì 5-4-3. Ủa 6-6 à. Không, con này ngon hơn. Tôi thích con này hơn. Con này lấy mình nuôi nó lên từ từ được nè. Level 7 nè, cho vô luôn. Rồi bây giờ gán nuôi cái con mà level 2 lên, con Nisa này lên. Gọi là sát thủ.
thủ yếu quá, đấm vài cái bốc hơi. Rồi, làm lại trả thù em đó. Sát thủ hơi yếu, nhưng mà không sao, cái gì mình cắn cho nó cái hồi máu. Phục thù. Trời, nó hồi máu rồi kìa. Con này nó móc lớp ra sao được nè. Đó, thấy chưa? Có DPS vàng hậu phương là ngon nghẻ. Sao em? Em thấy thế nào? Mấy cái này xài sao ta? À, nó có cái tên này à. Nó có cái tên cho con này học. Con Kenin này dồn đồ cho nó dữ vậy ta. Trời ơi, chỉ số này của nó có 2 chấm mà. Rồi đi dồn hai cái điểm này vô thiệt á. Cái gì cái ống này nó nhiều nhiều thì dồn, bây giờ quá muộn rồi. Chơi mày đục rượt rượt cái gì? Mình xét tủ của mình thôi, cho nó ra sân ngay ra rồi nè. Rồi quất luôn. Con binh đi bao này có vẻ yếu yếu này. Trời ơi, em sát thủ không biến ra sau lưng cái ông chuyển sinh luôn. Cái con ông xếp cho mình đúng là mạnh nhất, con ngu rồi nè. Dưới này có cái gì vậy? Ê, giật cho mình level 6 à?
máu nó nhiều, con vua chết thì máu nó rất là nhiều luôn, 400 luôn nè. Đâm nguyên tố, con này làm gì có đâm nguyên tố. 15 hút máu, ngon nha. Con này nó tăng được thì nó tăng ngon. Đây, mục tiêu của mình đó. Sát thủ này máu mỏng à. Rồi vàng hậu cần của mình toàn banh hết nè. Sẽ trụ mới level 3, không biết nào mới lên 4 nữa. Cho mấy con này nó máu chiến dữ vậy ta. Đi. Ôi vãi cái điểm công nó kìa. Con này mới đích thực là sát thủ nè. Con này mới đúng là sát thủ người ta nè. Chỉ số ngon vãi ra. Quất. Vô không trả bù như con sát thủ của mình. Ủa, nó đâu vậy? Trời ơi, quên bắt nó rồi. Bốc hơi nhanh quá. Mình còn 5 lá bùa thôi, tí nữa về chế. Con cầm ghiều level 7 à. Phòng thủ nó cao, máu trung bình. Con này thì còn ngon hơn nữa nè. Nhưng mà nó có điểm yếu là yếu với cái đam ánh sáng. Tính ra chỉ số con này nó ngon hơn. Con này ra miếu quá. Ra miếu mà, không bắt đâu. Sát thủ của mình nó sống dài chứ. Level 4 rồi. Gán nuôi sát thủ anh này level 6, 7 gì đó. Trong này khá nhiều đồ. Của bên này cũng là một cái đường đi vào nữa đó. Thiết kế map kéo quá ha. Ủa đi đâu đây? Cái gì đó? Level 6 hả? À dạ. Mình chỉ được cái 5 quân thôi. Đừng cho con này gia tăng quá. Sát thủ thì vô dụng trong cái trường hợp này đấy. Ném đá cũng vô dụng luôn. Level 6 đuôi dài khá là bình thường thôi. Chết con chim của tôi rồi. Nó mạnh quá anh em ơi.
Còn mỗi anh ngồi solo nó kiểu gì mà lợi được. Ủa không, còn hai đứa nào mà. Rồi chết ngủ luôn rồi. Kinh quá. Mất 15 tiền. Gánh một là sao? Không lẽ là tôi yếu đến mức đó. Con quỷ đuôi dài này. Chết sẽ cũ rồi. Rồi chết luôn cung thủ của tôi rồi. Tốn tí bùa thôi, có thể vẫn thắng được. Sao bút cho ngủ không được. Win rồi, win rồi, win rồi. Ây da. Vừa kịp. Trời ơi, đánh con boss còn có 9 ép. Con đép này không làm gì đó. Vô này không chừng cái yếu tố nông trại nữa. Mình có mấy hạt giống nè. Mở gương. Mở gương. Găm phép. Đánh ngồi chắc không đánh được nữa đâu. Ủa mình đang đâu vậy? Mình đang đây hả? Nó sao đi ra? Rồi ra nè. Ra ngay chỗ này thì khác méo gì tay đây ở đây đâu. Đội hình này cũng khá là ngon rồi. Mấy cái này đồ để bán thôi, nó không có tác dụng gì cả. Con này mới vô nó nhảy ra sao nó múc lớp ra luôn, cũng khá là ngon. Quên chế mấy cái đấu phù nữa, cái sắp hết phù rồi. Mà chí mạng. Thôi, con điếp phim này tạm được rồi, không cần thay đâu. Đợi một chút. Ai đây? Hôm nay có con gì đọc cái gì? Cậu là Nguyên Giết phải không? Tôi nghe ở bạn từ cái làng Fubia này. Thời trùng hợp khi chúng ta gặp nhau ở đây. Tôi tên là Angu, một giao linh keeper thủ màu giả luôn. Mới bắt đầu tập luyện, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ vượt qua là sư phụ của mình và trở thành một người lưu danh sử sách. Chắc không em?
Nghe sợ chưa? Đúng rồi đó. Rồi em này chắc là muốn thử với mình thôi. Rồi chơi chơi em. Ơi ơi, em đem cái đội hình level 1 cho em kìa, ai vậy? Xét tủ của anh nó xuyên trả em á. Nè, tay le ra sau đi. Chọc nó, cái nữa. Trời ơi, em gái của tôi. Kinh nghiệm cho bằng con boss luôn. Tỷ tỷ à, cái viên tỷ tỷ vô con giao linh mình. Lâu lâu gặp em đồng nghiệp mà mình out trình out level như thế này thôi rồi. Con này nó gian quá vậy. Rồi kết bạn với nhau đi, cho đến lần kế tới thì tôi sẽ luyện tập chăm chỉ hơn. Em này nó giống giống chị mình ha. Ủa, thanh niên này nãy mình gặp rồi mà. Cũng vô làm mấy pha cho đổi chiêu thức rồi đó. Gì đây? Rồi level 4 thôi anh ơi. Em chiều anh luôn cái một. Hóng lên, sư tử hóng lên. Quăng đá lên. Sát thủ của mình bây giờ nó khá là mạnh đấy đó. Nó gánh thêm rồi đó. Tê lè xuống, chọn nó, đó. Ước mơ trở thành cái giao linh mạnh nhất của tôi, thủ hộ giả giao linh mạnh nhất của tôi đã kết thúc sớm như vậy sao? Đúng rồi đó anh. Em mới chơi game tí mà em vừa ra anh cố gắng một đời đó. Đội hình của mình khá là cứng này, không cần phải thay đâu. Rồi đây. Em này hình như là đang ngậm cái ống tre trong miệng đó. Cái ginh. Những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra ở gần đây. Món đồ mà tôi đang canh giữ đã bị đánh cắp cách đây là một từ rất một khoảng thời gian trước rồi. Nó bị mất tích sau khi mà tôi vừa một có giấc ngủ ngắn, ngủ trưa. Em này mà ngủ trưa nữa hả? Sau lưng nó đeo cái chảo nè, phải không? Nhà có ai đó trong làng cũng bị đánh cắp luôn. Có lẽ thủ phạm gây ra việc đó cũng là người gây ra việc này. Đi qua xem qua tình hình đi, nó ở cuối ngôi làng tự nhiên không mới từ đâu ra gặp mặt đánh lại em này không ta. Xếp game đi. Giao linh giống như bộ những bông hoa hồng có gai, đẹp nhưng rất là nguy hiểm. Mấy em nói câu chân lý ở đầu đè đâu đánh mình. Em bướm mới vô là chuẩn giữ trời lắm nè. Nhưng mà không thấm ai cho nó. Sẽ cử ra sao nè, còn cắt cho tên nó. Nó ba con hồi máu à. Bù lại thì nó không hết sát thương, nó đòn hồi máu à. Tí quá nè. Qua đây cái mình lượm được mấy cái tài nguyên mới. Con ngù của mình đâu ta? Ủa không có thể tỷ con ngù được hả? Trời ơi. Cái chiêu tẩy tỷ này á, để con nào nó có cái điểm yếu chuyền quá thì mình mới xài thôi.
Đây đây, tôi là Min, một cái người du lịch rất là sạch sỏi, giống như cái nhà phiêu lưu mạo hiểm giả vậy đó. Khám phá những cái thức ăn ngon á là một điều rất là tuyệt vời. Bạn thấy đấy, những nguyên liệu không mới ăn trực tiếp được, nó cần phải là chế biến hay gì, trở thành những cái nguồn linh lực rất là quan trọng. Trong này có khả năng dạy mình nấu ăn không? Món ăn dành cho người sành điệu sẽ được chế biến bởi những cái món người có kỹ năng nấu nướng rất là tinh tế, không chỉ dâng cao vị giác nó đơn giản thôi, đó là một khả năng tuyệt vời phải không? Gần đây thì em này đã nhận được một cái công thức nấu ăn mới, đang phát triển cái công thức nấu ăn mới nướng nấm. Nấm nướng lên thì sẽ ăn ngon hơn, thêm một ít hành hoa và dương sỉ gai để làm gia vị. Đúng lúc mà chuẩn bị nấu ăn thì có một cái con chuột nó xuất hiện và nó cướp hết sạch tất cả mọi thứ luôn. Rồi, chắc mình đi kiếm mấy cái nguyên liệu về cho nó. Mình muốn hỏi về cái ngôi nhà bị đột nhập. Cách đây vài đêm ấy, thì đang dọn dựa gọn mà dẹp cái mấy cái bát đĩa, tôi nhìn thấy một cái tia sáng đỏ lé lên. Cái gì chớp chớp đây đây? Một con mèo rất lớn chạy ngang qua phòng tôi. Nó giống như ở trường học quái vật. Hồi nãy mình đi qua là bên cái trường học rồi thiên nhiên, còn bây giờ đến cái trường học quái vật. Con mèo nó còn để lại một số cái bụi tinh thể này nữa. Nó có thể tăng thêm một số cái kinh nghiệm khi mà đưa nó cho những con dâu cai. Dâu linh chứ sao lại là dâu cai? Level 9. Chơi bạn mèo hả? Con mèo lớn với chúng tôi hả? Mà ăn nổi không? Đây mới là vấn đề á. Level 9 là chỉ số nó chỉ có là máu thôi, không ngon như mấy. Cùi. Đấm nó luôn. Hồi máu à, bị giáp sát thủ này nó xuyên hết, yên tâm đi. Em vô là sao, tiến quá là sao? Bạn có thể tiến quá cái con của mình, con ngu đấy hả? Ở đâu con này chứ? Nó cầm cái cây củ hành nè. Ngầu đét. Toàn tiếng Trung không à. DPS 166 luôn. Nội tại nó tiếng gống của nó thì nó cũng tăng lên mạnh nữa. Bây giờ tốc độ di chuyển sẽ tăng thêm 50% và hồi phục 20% máu tối đa. Con này máu hơi ít. Tăng được có 2 đam mà trời. Mấy chỉ số kia giữ nguyên hết. Tăng được 2 đam với 100 máu. Con ngù này có tiếng quá không mày? Ủa mình đang đi đâu đây? À đang đi một vòng bên này. Cái quest của mình là đi qua cái học viện quái vật bên đó để hỏi thăm nó. Mấy con level 6 bây giờ gặp mình nó cũng cắm đầu nó chạy luôn. Và chính là trên này có cái điện thờ kìa,
tăng hiệu ứng kỹ năng. Cận tử sẽ dùng 30% máu tối đa, tạo cái đốp siêu cho đồng minh, máu có 200 mà không gốc thôi. Máu ngang mấy con mà hậu phương người ta. Mà đòi bút bút cái gì. Con củ hành này mình có một con rồi. Nó là con này nè. Cái này hồi nãy á, cho con sát thủ đeo mà đúng ngon quá. Con này nè, tôi không biết. Đi lú mé nè, con hồi máu ngon nè. Lú mé ơi, lú mé à. Dơ vậy. Dơ này chỉ số cùi quá. Mỗi cái đam nó khá là cao thôi, có cái khuyết điểm nữa nè. Tụi nó yếu xìu à. Con mèo tay đây ra chọt này. Cái nữa. Sao? Tay đây ra chọt đó. Hồi máu à? Hồi máu à? Nên tìm mấy con dạng này nào mà nó bự hơn. Cái con này nó nhỏ quá. Lume này béo à. Cần mấy em Lume bự bự tí. Cần mấy vả nhỏ kìa trời. Nhìn đúng tội nghiệp luôn. Trời 12F hả à? Đâu có con ở đây vậy nè. Cái này nó trâu dữ vậy ta. Con này có chiêu tam xạ tiễn đồ, nó bắn đúng đã nha. Nó level 9 rồi, nó chưa tiến quá nữa. Dạo dạo ở khu rừng này, dưới này còn đường nữa nè. Level 10, quất. Con này nó bật cái giáp phản đâm lên rồi được. Hồi máu hả mày? Tiêu lên đây. Quất mày luôn cũng được, chỉ số này ngon đó. Phục á. Chết luôn rồi. Trời ơi. Mấy anh mạnh tay quá. Đây đây đây, con Fulia của mình nó tiến hóa luôn rồi nè. Fulia. Là con thỏ hả?
Bunny bao lên thành Bunny God bao không? Hay là Bunny Gun đẹp dễ thương. Hơ Bunny bao tăng được 2 đam, chầm máu. Bình bao bún bò hả? Trời ơi được con ngon ngon. Rồi tách đấu hôm nay lên bờ 7. 7 đâu 7 à. Chơi Telegram, Telegram. Hồi máu à. Bây giờ tay mình có sát thương kha khá này nên không có sợ mấy con hồi máu nữa. Tôi quá bất ngờ vì sức mạnh của bạn không thể cân đo đong đếm được. Cứu cứu cứu, nó đuổi em kia. Trời ơi, con bát súc này nếu xìu mà nó sung giết nó. Bắn nó, bình đi bao. Tâm xà điểm nó. Hút máu hả? Hút máu hả? Sẽ thủ level 7 rồi đó, sẽ thủ bắt đầu ngon rồi đó. Can I see what the unyu photo Vinan Gagi? Nó sống vô được. Mình như phải đi đường dưới á. Giảm tấn công nhưng tăng phòng thủ. Con này cho cái con bút mà sao được á. Chậu huynh đại. Điên vòng rồi xong rồi quay lại cái này này. Rồi mình hết thế lực rồi. Anh trồng cây hả? Xin miếng ha. Gì đây, gì đây? Mình tiền của mình 900 tiền, 200 đồng này. Công thức để chế cái tofu pie. Tofu pie của mình. Bùa đầu lửa. Công thức để nấu món seafood gì đó. Mình chỉ đủ tiền mua một cái thôi. Có một cái nón lá này á, nhìn nó hợp, muốn gom. Mua cái đi, mua thêm cây rìu chặt cây nữa. Mình có thể bán được không? Được luôn nè, bán món 5 đồng. Mà tôi không biết cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng. Trời ơi, dưới này còn cái đống nữa. Mấy cái bùa cấp 1 bây giờ chắc bán luôn. Bùa cấp 2 vậy hả? Bùa này cấp 2, bùa này cấp 1. À bùa này bùa xịn, còn bùa này là bùa dỏm, bùa bắt thú dỏm. Bùa xịn thì 9 đồng lắm. Trời ơi, để bùa ở đây nãy giờ tôi không biết.
Bùa này bùa gióm nè, số 3 thì xài bùa xịn. Hồi phục xịn luôn. Xét xịn. Lửa xịn. Rồi, còn lại bùa 1. Bùa 1 thì xài những cái thứ cùi cùi. Hồi phục cùi. Rồi mana chắc tôi không xài đâu. Rồi đi thôi. Con này là con bự hay nhỏ đây? Ấy chết rồi, xài bùa xỉn này, ngu dữ thiệt. Trời ơi, tự nhiên đi xài cái bùa xỉn à? Chào con chu chu kia, chào bạn chu chu, bạn đi bờ máy. Kho báu của tôi, tất cả đều đặt với tôi rồi sẽ trở nên giàu có, nhiều kho báu hơn, nhiều tiền hơn. Tôi ngửi thấy mùi tiền. Tôi ngửi thấy mùi con người, ai đó. Cái gì đây nè? Con mèo cái gì nè? Đây là kho báu của tôi. Tất cả kho báu này của tôi biết rồi, con này bị tiền. Ây da. Level 7. Level 4 à? Cùi hơn con nãy mình đánh mà. Level 4 rồi, bye bye em luôn. Trời ơi, không mất máu nhiều nha. Tâm xạ tiễn đó, đúng rồi đó. Trời ơi, chết xe cũ rồi thôi rồi. Con này yếu hơn con level 6 nãy mình đánh nè. Khóc là cái gì? Coi em nào đây. Cảm ơn đã cứu giúp. Coi đồ quá nhiều đồ luôn. Đền bù đi. Tôi là Chu Chu, một cái nhà mà thương gia lang thang. Tôi nghe có quái vật xuất hiện xung quanh đây và nên kế hoạch di chuyển đi. Nhưng mà không ngờ chúng lại đến nhanh và đột ngột như vậy. May mắn là con quỷ đã đi thẳng vào đây và bị cái kho báu cuốn hút nên không chú ý đến tôi. Tôi đã kịp trốn vào cái lúc đó. Nó cứ là thu nhập những cái món đồ vật dụng rơi vương vãi trên đây và không chịu di chuyển ở đâu khác. Tôi không biết làm gì nên cũng không thể rời đi được. May mắn là bạn đã đánh bại nó. Đây, quà gì đó, quà gì đó. Cảm ơn. Con người và giao linh làm việc cùng nhau. Có tin đồn là họ được ban phước bởi cái cây ngọc thần. Hẹn gặp em ở ngoài làng. Em nó cho mình gì đây? Tiền á? Gì đây? Con này nó ngứa. Chỉ số nó yếu xìu à, nên tôi không muốn bắt dơi tí nào. Con này nó bật cái phản đam lên xong rồi không ai đánh nó chứ. Chưa có con nào tiến quá nữa. Nó nhìn mình kìa, nó nhìn đểu được kìa.
Nghệ quá nghệ luôn. Tô phim chả biết nó là cái quái gì. Kỹ thuật whip phim cá tôm cái nọ. Còn bá gì không? Thôi cũng chơi nó. Thách đấu thanh niên này thôi. Nó lên đây được 3 ngày rồi. Level 6 không mà. Bèo. Để hai con này trên, con này dưới. Nó chọt chết con hậu vệ mà. Tôi cảm thấy hơi mệt đó chứ. Tôi về nhà ngủ đây nữa. Ăn hành xong rồi chạy các bạn. Bun bao của mình thì nó tăng chỉ số thủ nhiều, trong khi cái thủ này nó vô nghĩa vậy. Mà con này tiến hóa rồi, tôi không muốn bỏ nó ra. Con này thì đâm vô mấy cái tụi độc. Cứ nên bỏ con Winnie bao này không? Tấn công 80, tấn công 27. Tưởng mèo nè. Này đưa vào máy đây. Chơi mày. Bắt dơi level 10 cũng được. Ngon đó. Ngon, con này hút máu ngon. Con mới rồi đây nè. Con mới của mình coi nó đâu ta. Con này cũng khá to đó. Con này bay nhanh quá. Bắn chậm nhưng đùa đó. Nhưng mà được cái đam nó cao. Đam nó cao phết đó chứ. DPS được á.
Con này được cái máu nó khá khá thôi. Có lấy thì lấy con dơi ngon hơn con kiếm này. AD nè, sát thủ nè. Con này tăng tăng cơ rất là ngon. Con này thì đam ao nghe. Con này thường đam công bình thường thôi, không có gì cả. Nhưng mà con này tiến hóa rồi. Nên hai con này thì lấy con nào? Con này đam yếu quá à. Con này đam nó cao nhưng mà chả bao nhiêu cả. Con này cần là cái chỉ số máu của nó kìa. Cái bộ khiêu nó theo chỉ số máu. Mỗi lần vô làng thì mình phải vượt qua mấy cái bài test của mấy ngày. Ủa không phải hả? Nó level 7 thôi. Dơi này cho nó tăng luôn. Sát thủ tí nữa tay đây ra dưới con hồi máu này nha. Mình có hai con móc cua sau lưng. Chết sát thủ được rồi. Sát thủ về rồi. Đúng là sát thủ cơ động hết. Bất động dơi nó hút máu rồi nè. Đó nó hút máu lại. Chưa kịp hút máu nữa xong địch rồi. Rồi còn đủ mạnh rồi đó. Đấm nhau không bạn ơi. Level 8 thì thằng kia khoảng level 9 thôi. Nó xin cái chết cái con ném đá đi ra con mèo này kinh gì con mèo nó nhảy một cái chết con sát thủ rồi luôn luôn à không con sát thủ rồi nó biến đi giống như nó chết vẫn còn nè. Nếu như cái khiêu nhảy của con mèo thì nó còn xịn hơn cái chiêu của con sát thủ nữa là nó hơi bị ngon á. Giờ tôi thấy nó phế phế làm sao á. Triệu hồi một cái con sói quan giả. Con sói nó sẽ đứng ở bên cạnh mình chiến đấu. Chơi nào. Trở thành thử thách của cái trường quái thú mình. Rồi. Giờ nó hút máu rồi. Con này cuồng chiến nó chém còn giờ thì hút máu rồi. Rồi chết dơi luôn rồi. Mày đánh cung thủ ai vậy? Mày đánh cung thủ ai vậy? Chính em à? Thôi bạn yếu quá bạn ơi. Kỹ năng quan trọng nhất trong cái sinh tồn chính là quan sát tất cả mọi thứ luôn. Thằng này nó sẽ hướng dẫn mình cách để quan sát những thứ đó. Rồi cho mình cái mà quy chương của cái học viện của quái vật này luôn. Đây ngon. Này là cái gì? Hit tăng 20%, hit đam tăng 100%. Đây, nhấn nút giờ để vô cái tầm nhìn mà của cái đó. Vô tầm nhìn của quái vật. Cảm ơn anh. Nhấn nút mà B phải không? Vô cái phần ngọc.
Cái này chắc cho anh ngủ, anh ngủ đam yếu nhưng mà không thể, nó vẫn đều đều. Hay là cho anh xin thủ là không được, vậy là tối đa chỉ có 4 kill thôi. Ngù này thì đam yếu lắm, ngù này 4 chỉ số nó bằng nhau luôn nên không thể nói nó yếu cái gì, cũng không thể nói nó mạnh cái gì. Rồi thôi, xét thủ đủ 4 kill rồi. Ê, hay là cho con cung này ta, cho con cung được không? Kage nè, nó cũng khá là hợp á. Đó, đây Kage. Mèo level 6 thấy mình cắm đầu chạy. Tôi muốn bỏ dơi ra. Con này ngon hơn, con này có 15% hút máu. Này nó chỗ ẩn trên bản đồ cái gì đó. Rồi giống cái chỗ đánh con Liêm Mành nãy quá, giống hệt luôn. Con ếch đều mà chín thử đây bạn, cho đổi chiêu thức với nhau nào. Khá là cùi, một con thì phòng thủ còn một con thì Winforer này. Không, nó không có biến dị, có biến dị thì đánh. Rồi kiếm ma độc cô mới rồi, ném đá thì không cần. Ủa con dơi tôi nhớ bỏ ra rồi mà. Tôi nhớ tôi bỏ dơi ra rồi mà ta. Hai trăm mười ba, 572. Ôi vãi anh này. Trời ơi anh AD ca ghi anh bắn khủng khiếp luôn. Đam cao nhưng mà mặc định cơ bản nó thấp quá. Con này được nhưng mà mấy cái dòng chơi anh cùi, giết đi. Trời ơi chết con mèo, chết con cung thủ rồi. Sao tự nhiên nó mạnh vậy ta? Không đến lại thua. Chết kìa. Trời ơi. Nếu hay tin được. Rồi nãy bỏ lộn con này ra, hèn gì đi đút con dơi vô. Sai, nãy bấm lộn thôi.
đi phía bên này trước đi. Bên này nó sẽ dẫn qua cái khu vực mới, khu vực mới này thôi. Trong bản demo này thì chắc chưa có đâu. Mấy dơi không cần. Mình không muốn động mà nó cũng đánh mình đó. Xuyên qua nè, 900 đam, khiếp đảm chưa? Con Gugado này đam cũng khá quá ha. Cùng này nó bắn đã này. Nè, xin phát cũng còn đó. Con này nó đâm gần như ao heo luôn rồi. Chí mạng à, chí mạng thôi cùi. Thôi tiễn đưa cưng lên đường luôn. Trái gợt không ngon. Bữa nãy sao đi được vô đây ta? Đường này phải không? Đâu đâu có đường đi đâu. Không phải đường này. Nó giống cây cầu ẩn hơn. Hình như đường dưới nữa nè. Đúng rồi, đường dưới nữa mình mới quẹo trái đây. Dưới này cũng có đường nữa ha, ở trên cũng có đường nữa hả? Con ếch này đâm độc. Ai ơi. Hai trăm con thiệt luôn, trời ơi. Con này mình gặp nó nào trời. À con này nãy của con bé kia nó đi theo nè. Gần 300 con. Đam. Con level 9 này chả có quái gì cả. Con này bút thôi. Cùi bắp á. Nhảy hả? À? Mày nhảy hả? À?
Con này chắc đổi thay ra nào. Con này nè. Cái nên 12. Được, pháo rất là ngon, 4 kill luôn. Ra giết này trước nè nha, để con sát thủ đe ra chọn này nè. Con ngu của mình tăng cũng ngon lắm nhé. Chưa có nào tiến quá nữa cả. Ủa, tôi quên bắt nó tiêu vậy. Đây. Chơi mày. Level 10. Demon level 10. Chúng chống che của Dogemon nó 5.000 máu. Bây giờ mình chỉ được đưa 5 con vào đội hình thôi. Chắc bỏ ăn kiếm này ra. Đưa con này vô cho nó tăng, nó có phản đam. Đánh được, đánh được. Tính được quá nhẹ nhàng luôn á. Đơn giản. Trời ơi, đơn giản như đang giỡn. Cục này nó bắn thoải mái là tất ngon, tất nhiên là ngon hết. Được đóng đồ luôn. Cục này nó cũng cho ở đây nữa. Gương 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 gương. Cho mỗi hit nhận vào thì có 2% cơ hội, 4% đam, không dồn lên. Con này đưa cho cái con cứng cứng như con ngù được. Đưa cho con cứng cứng như ngù được. Đây. F lên đây mà 10 tiếng quá luôn. Ây da, sao biết con nào tiếng quá được, con nào không tiếng quá được ta. Con này tiếng quá hình gì đó, cầm thêm mấy cái phi tiêu quá không. À không, cái găng tay nè, lên đường 100 máu được, ngon. Còn đối thủ nào bước hết ra đây cho anh. Ở chỗ này nãy chỗ mình đi vào mà.
Bạn muốn đấm thì mình đấm luôn. Cái tủ nó gạt hết cái tay mình kia luôn. Ủa giờ mát hết rồi nó không có lên nữa hả? Lưu 30 anh nè. Đó sát thủ đâm ngang ngang với AD nè. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình nó nằm đâu đó? Nè, Thanh Phong Legend là kiểu như ông dép ông cảm ơn mình hay gì á. Rồi, coi như chúng ta kết thúc cái demo này ở đây đi. Rồi, mình sẽ coi cái shop bên này có gì gì đây. Cái đoạn này có trong cái trailer nè, ngay khúc cuối cái trailer luôn á. Nhìn mặt mấy thanh niên như đang hất cùng á. Ông nội này ngồi chơi. Ba kia làm việc cũng lòi mắt. Nào, sức mỏi hộp hôm nay cũng đứng tập hả? Quen hô biết biết chị mình nè. Chị mình tên gì tôi quên tiêu rồi. Cho một cái chuỗi ngày đang than thì bây giờ cái nhà buôn bán lữ hành đã mở được cái cửa hàng cho riêng mình. Chúng ta bây giờ đã hàng sớm rồi. Nhớ chăm sóc nhau nhé. Chỉ cần ghé vào cửa hàng, lựa chọn cái danh mục sản phẩm mà mình muốn trao đổi, bán hoặc là mua. Mỗi ngày thì cửa hàng của em này sẽ đổi một lần. Nói chuyện với chị cho bài con. Gì đi đi. Cái vòi của mà nhân vật chị này nghe dễ thương phết đó. Ôi ơi, cái này mình bán là chỉ có 30 game thôi nha. Rồi sau đó mình mua lại cái này tới 150, còn cái này tới 300 game nữa. Thôi, trên lệch quá. Tiền. Mấy cái này phù bậc một không à. In này là cái gì? Rồi, đi tới mấy con đó luôn. Nãy được mua cái nón lá nữa. Đi, có cái gương nó giống sao nhà nè. Trời ơi, ông đẹp này. Đây cái nón lá nãy được mua nè.
Đó, đã chưa? Với cái bộ váy đó, đúng dân làng luôn. Có cái dù nó đẹp hơn, cái dù nó hợp hơn. Đeo cái chài này nhìn thấy ghê ghê quá, đúng kiểu nông dân. Rồi ok, bye bye anh em. Hôm nay giờ đến đây được rồi, coi như chúng ta kết thúc cái bản demo này. Game mà ra mắt thì chắc tôi cũng sẽ cân nhắc mua luôn nếu giá mà nó phù hợp. Game này muốn thành lập một ban nhạc á. Rồi ok, bye bye anh em. Game rất là thú vị nha. Tôi đã thử qua cái bản demo của game này, rất là đáng chơi.